Konnichiwa, xin chào cô chú bác anh chị em và các bạn đã đến với kênh Kyukado CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm bánh kem phô mai Việt Quốc không cần lò nướng. Đối với những ai yêu thích bánh kem mà chưa có lò nướng thì có thể sử dụng công thức bánh này rất là đơn giản dễ làm. Chỉ cần một vài nguyên liệu cơ bản ở đâu cũng có thể mua được là có ngay một chiếc bánh kem vô cùng thơm ngon hấp dẫn này. Nếu yêu thích bánh kem mà chưa có lò nướng thì mời vào xem và cùng làm nha. Để làm bánh kem phô mai, trước tiên mình sẽ làm phần đáy bánh. Ở đây mình có bánh tay biscotto là bánh tay 140g, mình sử dụng loại này. Đây là bơ lạc 70g. 70g bơ lạc tương ứng với 140g bánh tay. Cái lượng bơ sẽ bằng một phần nửa lượng bánh tay nha. Bánh tay mình sẽ dùng cây chài cán cho nó nhuyễn ra. Nếu như mà không có cây chài thì mọi người có máy xay sinh tố, bỏ vô máy xay sinh tố xay cho nhuyễn ra cũng được nha. Bánh của mình cán nhuyễn ra thành bột như thế này là được rồi nè. Đó. Bơ thì mình cho vào lò vi sóng quay khoảng 30 giây thì nó tan chảy ra. Rồi cho hết bơ vào đây. Rồi mình sẽ dùng tay bóp như thế này. Đó, bóp cho nó đều ra, cho bơ thấm đều vào bánh nha. Bóp xong rồi mình lắc nó lên, lắc lên cho nó đều ra. Rồi mình sử dụng một cái khuôn không có đáy 15cm, mình cho nó lên cái dĩa như thế này. Mà không có cái khuôn giống như thế này thì mọi người sử dụng khuôn đáy rời cũng được nha. Dùng cây phới dàn đều hỗn hợp ra. Rồi lấy cái chén mà có cái đáy bằng như thế này hoặc là cái ly có cái đáy bằng. Để chén vào, ấn chặt xuống, ấn cho nó bằng ra, để cho cái đế của mình không có bị rụng rời ra ha. Được cái đế như thế này, mình sẽ cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 1 tiếng để cho nó đông lại nha. Trong khi đó mình sẽ làm phần thân bánh. Ở đây mình có một bịch Việt Quốc đông lạnh, bịch này có 180g. Nguyên liệu thứ hai là kem phô mai. Ở đây mình có 200g kem phô mai, 40g sữa chua không đường, 50-60g đường, tùy theo khẩu vị của mọi người, thích ngọt thì cho nhiều, còn không thích ăn ngọt thì cho ít lại nha. Nguyên liệu thứ tư là gelatin, sử dụng loại này, gelice là gelatin dạng bột nha. Một gói như vậy là 5g, mình sẽ sử dụng một gói này. Đây là nước sôi 20ml, mình sẽ dùng nước này để cho gelatin vào đây. Và đây là nước cốt chanh, một muỗng canh nước cốt chanh là khoảng 15ml nha. Trước tiên mình sẽ cho gelatin vào nước sôi, quậy đều lên cho nó tan ra. Cho kem phô mai và đường vào thau, trộn đều lên cho đường tan ra. Khi đường đã tan ra hết rồi, mình sẽ cho tiếp sữa chua vào đây, tiếp tục trộn đều lên. Quả Việt Quốc đông lạnh mình sẽ cho hết vào cối xay để xay cho nhuyễn ra. Nhưng mà mọi người có Việt Quốc tươi thì cũng cho vào máy xay để xay cho nhuyễn ra nha. Xay nhuyễn ra rồi mình sẽ chia ra làm đôi cho vào hai cái chén. Mình có 200ml kem sữa tươi, mình sẽ cho vào một cái thau khác rồi dùng máy đánh cho kem sữa tươi bông lên. Đánh cho đến khi nào mà kem sữa tươi của mình nó bông đặc lại như thế này là được rồi nè. Đừng có đánh bông quá nha, như vậy là được rồi. Cho kem sữa tươi vào hỗn hợp phô mai.
trộn đều lên cho hỗn hợp hòa tan ra. Khi hỗn hợp của mình đã hòa tan ra rồi, mình sẽ cho hết phần nước vị quất vào đây. Một chén nước vị quất này là khoảng 90g, 90ml nha. Rồi tiếp tục trộn đều lên. Bây giờ mình đã có được một hỗn hợp tím như thế này, mình sẽ cho tiếp nước cốt chanh vào nha. Khi cho nước cốt chanh vào thì cái màu của mình nó sẽ đổi thành màu hồng nè mọi người. Đó, nó hồng từ từ lên ha. Cuối cùng là nước gelatin, cho từ từ vào, vừa cho vào vừa quậy lên như thế này, quậy cho đều ra nha. Như vậy là mình đã có được một hỗn hợp sệt mịn như thế này. Đế bánh của mình bây giờ nó đã cứng lại rồi nè. Rồi cho hết hỗn hợp thân bánh vào đây. Mình sẽ dùng rubber đậy khuôn bánh lại và cho vào ngăn mát tủ lạnh để khoảng 2 đến 3 tiếng cho cái phần thân bánh nó đặc hẳn lại. Tiếp theo mình sẽ làm phần mặt bánh. Ở đây mình có 150ml nước sôi. Mình sẽ cho vào đây 5g bột gelatin. Quậy đều lên cho bột gelatin tan ra. Cho phần mặt bánh có độ ngọt vừa phải, mình sẽ cho vào đây 2 muỗng canh đường. Thích ăn ngọt hơn thì tăng độ đường lên, mà không thích ăn ngọt thì giảm lại nha. Rồi cho hết phần nước vị quất còn lại vào đây. Để cho phần mặt bánh được láng mịn, mình sẽ cho qua rây. Cho qua rây để lấy bớt cái lợn cợn của cái vị quất ra nha. Phần thân bánh của mình đã để trong tủ lạnh được 2 tiếng, bây giờ nó đã đông đặc lại rồi nè. Cho hết phần nước vị quất vào đây nha. Tiếp tục dùng rubber đậy lại và cho vào tủ lạnh để khoảng 1 tiếng nữa. Vì cái phần mặt của mình nó cũng mỏng cho nên để 1 tiếng là nó đã đông đặc lại rồi nè. Đó, như vậy là đạt rồi ha. Mình sẽ dùng một cái khăn nóng áp vào cái thành của khuôn như thế này. Quấn khăn nóng như vậy khoảng 20 đến 30 giây để mình dễ lấy cái khuôn ra hơn. Sau 30 giây nó đã tróc ra rồi, mình lấy khuôn ra. Rồi trang trí trái cây tùy thích lên ha. Ở đây mình dùng 3 loại trái cây đông lạnh, việt quất, dâu và dâu rừng. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh kem phô mai Việt Quốc không cần lò nướng. Mình chúc cho cô chú bác anh chị em và các bạn làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cơ Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Sai goma de mitikudete. Arigato gozaimasu. Mata ne.